Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ trình các bộ ngành và chính phủ quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các địa phương chủ động ứng phó bão số 1 có nguy cơ gây mưa và gió lớn tại Hưng Yên vào đêm nay, ngày 17 và sáng ngày 18 tháng 7. Tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập các hiệp định thương mại tự do FTA. Hiệu quả từ các lớp dạy bơi miễn phí trong việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em để tránh đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về tiến độ lập phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã gửi trực tiếp hồ sơ thẩm định quy hoạch tỉnh đến 19 bộ ngành đơn vị chức năng cùng với 9 chuyên gia là ủy viên phản biện quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, ý kiến thẩm định gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28 tháng 7 năm 2023 để chuẩn bị cho phiên họp hội đồng thẩm định. Dự kiến thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 năm 2023. Sau khi nghe các thành viên tổ công tác tham gia góp ý, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện có một số nội dung bất cập cần chỉnh sửa hoàn thiện như đất ngoài bãi, còn thiếu quy hoạch phần đất ở, đất dịch vụ và đất hỗn hợp khác. Cần bổ sung vào quy hoạch 170 ha đất công nghiệp ở thành phố Hưng Yên. Theo định hướng, đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 5.000 ha đất công nghiệp và đến năm 2050 có trên 9.000 ha đất công nghiệp. Quan tâm quy hoạch đất dành cho y tế, giáo dục, đảm bảo quy mô trường lớp, nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong những năm tới. Đồng chí đề nghị các thành viên trong tổ công tác là thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, chủ động bám sát, ra soát lại một lần nữa việc quy hoạch số liệu của ngành mình, trực tiếp thủ trưởng của từng sở ngành phải lên làm việc với các cơ quan ngành dọc cấp trên để các bộ ngành quan tâm sớm có ý kiến tham gia thẩm định, phản biện thẩm định quy hoạch tỉnh. Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 1, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh phía Bắc về công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lũ sau bão, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo dự báo, bão số 1 có tên là bão Talim đang hoạt động ở phía bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật trên cấp 13 và còn tiếp tục mạnh lên. Từ chiều nay ngày 17 tháng 7, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Đêm nay và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến đất liền. Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, nhất là các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ban ngành các tỉnh phía Bắc, nhất là các tỉnh ven biển và vùng núi có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn, tập trung công tác chỉ đạo chủ động các phương án ứng phó phù hợp nhất với đặc thù địa phương, đặc biệt lưu ý việc kêu gọi và sẵn sàng ứng cứu các tàu thuyền đang ở ngoài khơi chưa tránh trú kịp, kiên quyết sơ tán người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và khu vực nhà yếu, khu vực hầm mỏ không an toàn, kiểm tra rà soát chủ động các phương án bảo vệ đê điều, hồ chứa. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, đây là cơn bão có cường độ gió lớn, còn diễn biến phức tạp khó lường. Những năm qua, Hưng Yên là tỉnh ít bị ảnh hưởng của bão, vì thế các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin kịp thời để người dân chủ động ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng với phương châm 4 tại chỗ. Có kế hoạch cụ thể với từng khu vực nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn sau bão gây sạt lở đất, các điểm đê sung yếu, điều tiết nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp, như là các vùng hoa màu như nhãn, cam, bưởi, cây cảnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng các phương án khi có yêu cầu. Điện lực Hưng Yên đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu nước hoạt động. Người dân nên rất chủ quan là bão này là chỉ phòng chống ở biển này, chứ sông thì không để ý mấy. Thế nhưng mà nếu mà sông mà dọn sông của chúng ta là có sông Hồng rất là lớn ấy. Sông Hồng, sông Luộc. Theo cái dự báo như thế này thì cơn bão này vào chúng ta là mưa sẽ rất nhiều, tính toán thời điểm làm sao mà tháo gạn nước và đặc biệt là bơm tiêu úng. Để đối phó với cơn bão số 1 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường và nhiều khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Hưng Yên, các địa phương ngành chức năng của tỉnh đang tập trung nhân lực vật tư, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi cơn bão đi qua. Với diện tích canh tác gần 7.000 ha nằm trong và ngoài đê sông Hồng, huyện Kim Động chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện tập trung sửa chữa máy móc, đảm bảo 100% số đầu máy bơm với 80 trạm bơm hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ công tác bơm tiêu úng. Giải tỏa các vật cản trên các trục tiêu, kiểm tra những đoạn sung yếu, hoành triệt tất cả các cống thông với sông Hoài, bơm gạn tháo nước trước khi có mưa to bão xảy ra. Cùng với đó, ngành chức năng các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền đến bà con chủ động chằng chống bảo vệ tài sản hoa màu, các diện tích cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn ở các vùng canh tác. Nhằm hạn chế thất thu do ảnh hưởng của bão, hợp tác xã hoa quả sạch duy nhất tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ và một số nhà vườn đã thu hái và bán gần hết lượng nhãn chín sớm. Ngày hôm qua chúng tôi đã nghe được tin là dự báo thời tiết là khả năng cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào Hưng Yên. Thế nên là tôi vận động là tất cả những ai có nhãn sớm khả năng thu hoạch được là thu hoạch luôn. Thế là ngày hôm qua chúng tôi đã thu hoạch được mấy tạ. Thế là đến chiều hôm qua mới xong đấy. Thế coi thế là còn hôm nay còn cây nào mà chưa ấy thì là đi chẳng buộc thu hoạch nốt. Để đảm bảo chống úng ngập cho gần 1.000 ha lúa và trên 3.500 ha cây ăn quả chủ yếu là nhãn đã được xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động các phương án. Trong đó, 100% số trạm bơm đã được kiểm tra trong tình trạng hoạt động tốt. Tin báo cơn bão số 1 có thể khả năng trong một vài ngày tới nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hưng Yên và đặc biệt là huyện Tiên Lữ. Thì xí nghiệp khai thác thì huyện Tiên Lữ đã chủ động chuẩn bị xin đóng điện, gạn tháo các cái hệ thống sông chìm, sông trục chính, gạn tháo xuống mực nước thấp nhất có thể. Bên cạnh đó, các lực lượng ứng trực đảm bảo thông tin nhanh và đứng kịp thời về khắc phục sự cố và cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo không để phương tiện quá tải đi trên các tuyến đê sung yếu khi có mưa bão. Để bảo vệ tổng diện tích hơn 3.900 ha cây ăn quả, trong đó có 1.300 ha nhãn sắp cho thu hoạch, hơn 800 ha chuối và 1.500 ha lúa vụ mùa đang giai đoạn bén rễ hồi xanh đẻ nhánh. Huyện Quế Châu đã chủ động phòng chống úng, ngoài việc đào vét kênh mương nội đồng, công ty khai thác công trình thủy lợi Châu Giang đã kịp thời tháo cạn nước tại các sông trục chính, tu sửa các trạm bơm tiêu. Hiện toàn bộ các công trình đầu mối và các công trình phụ trợ các trạm bơm đã sẵn sàng cho việc thực hiện nhiệm vụ bơm tiêu úng nếu có mưa bão lớn xảy ra. Người dân cũng tự chằng buộc cây ăn quả để đề phòng gãy đổ do dông gió lớn. Tại các bến khách ngang sông, bến khai thác vật liệu, tàu hàng, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên yêu cầu các đơn vị địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trên tuyến bến khách ngang sông, chủ động cập nhật thông tin diễn biến của bão để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tại các bến khách ngang sông, công tác chuẩn bị ứng phó được các chủ tàu, thuyền viên chủ động trang bị phao cứu sinh, vật liệu nổi, câu cảng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ vào có mưa to gió lớn. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ áo phao để khách qua đò được an toàn. Còn nếu như trường hợp mà bão quá mạnh, chúng tôi sẵn sàng dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho bà con. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023. Dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với cường độ mạnh. Để chủ động ứng phó với bão mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm soát hướng dẫn, phân luồng giao thông, chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Sau đây là công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023. Bão số 1, tên quốc tế là Talim, đang hoạt động ở phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.
Theo dự báo, bão số 1 còn tiếp tục mạnh lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Từ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2023, bão có thể sẽ gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền ven biển Bắc Bộ. Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn kéo dài, nhất là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, thủy lợi, nhất là vị trí công trình xung yếu hoặc đang thi công trên địa bàn tỉnh, rà soát khoanh vùng và sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu trũng thấp, khu dân cư, khu đô thị và khu cụm công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Chỉ đạo hướng dẫn, triển khai công tác đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy. Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông đường bộ, đường thủy trên sông Hồng, sông Luộc, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ. Các sở ngành cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai phương án, các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng thường xuyên đưa tin về diễn biến của cơn bão để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết chủ động phòng tránh ứng phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trần Quốc Văn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện cả nước có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 7 địa phương so với cuối năm 2020, trong đó có 5 tỉnh, Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Hưng Yên, đến nay có gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã và 106 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân các địa phương tích cực đóng góp ngày công hiến đất, ủng hộ kinh phí làm đường giao thông, không còn tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, công tác duy trì kết quả sau đạt chuẩn ở một số xã còn hạn chế, cảnh quan môi trường công tác vận hành quản lý tại một số điểm tập kết bãi chôn lấp rác thải chưa tốt, liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm có nhiều cố gắng song chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, các hiệp định thương mại tự do FTA đã có hiệu lực từ lâu, song để tận dụng một số thị trường xuất khẩu hoặc cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại do nước ngoài sản xuất khi mức thuế xuất nhập khẩu giảm là điều mà các doanh nghiệp của Hưng Yên cần tranh thủ để phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với công ty Châu Giang tại huyện Khoái Châu, việc xây dựng vùng trồng để chiết xuất tinh dầu từ cây bạc hà và thanh hao hoa vàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Ấn Độ, thì khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do FTA, doanh nghiệp đã được giảm thuế nhập khẩu. Qua đó, tạo điều kiện cho đơn vị vơi bớt khó khăn, đặc biệt là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tham gia vào các hiệp định này, cần đòi hỏi những yếu tố cao hơn về chất lượng hoặc các rào cản kỹ thuật. Chúng tôi có cái sản phẩm xuất khẩu đi thị trường Ấn Độ. Khi tham gia hiệp định thương mại tự do thì thuế xuất khẩu của chúng tôi bằng không. Và cái đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đó là thị trường Trung Quốc. Thuế xuất khẩu trên cái mặt hàng đối với họ thì là sẽ là 5%. Vì thế chúng tôi cũng sẽ có cái lợi thế khi xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ. Đối với doanh nghiệp chỉ tham gia sản xuất hàng tiêu thụ nội địa, khi các hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực cũng tạo ra áp lực rất lớn, bởi các sản phẩm cùng loại của nước ngoài sẽ nhập vào để cạnh tranh bởi họ được giảm thuế nhập khẩu. Song qua một thời gian, một số doanh nghiệp cho đây là cơ hội lớn để đầu tư bài bản hơn về dây chuyền máy móc, tính chuyên nghiệp trong các khâu quản lý và năng suất lao động để nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm nhập khẩu cùng chủng loại. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng rất là hạn chế về công nghệ, hạn chế về kể cả về quy mô. Thế sau khi thị trường toàn cầu đã được mở thì các doanh nghiệp có ý thức là chúng ta phải đầu tư công nghệ để sản xuất để hạ thấp giá thành và nâng cao cái chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trực tiếp với cái hàng nước ngoài. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tích lũy kiến thức, tạo thuận lợi trong quá trình xuất và nhập khẩu,
hội nhập sâu rộng hơn khi tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là với các thị trường mới. Thời gian qua, các ngành chức năng tại Hưng Yên như Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan đã tổ chức một số lớp tập huấn nhằm trang bị cho các chủ doanh nghiệp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là việc triển khai kê khai nộp thuế điện tử. Hỗ trợ tối đa cho người này nộp thuế trên địa bàn. Ví dụ như là bằng nhiều hình thức. Đấy, thì như hình thức là coi như là điện thoại và hình thức là theo gửi theo email phần mềm và hỗ trợ trực tiếp chính sách mới kịp thời cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà nước cũng cần phải có những cơ chế chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất ngân hàng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể đáp ứng nhanh các điều kiện khi tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA. Hè năm nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm như học sinh lớp 9 tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, học sinh tại phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, hay mới đây nhất xảy ra một vụ đuối nước của học sinh nữ lớp 7 tại xã Đại Tập, huyện Khoai Châu. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, thời gian qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lớp học bơi miễn phí và nhận được sự hưởng ứng cao của người dân. Đây là buổi học bơi thứ 7 của em Trương Thị Phương Mai tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Mai là một trong 100 học viên được học lớp bơi miễn phí do huyện đoàn Ân Thi tổ chức. Đến nay, em đã có thể biết bơi hai vòng bể và không còn sợ nước nữa. Cảm thấy rất vui và thầy cô giáo dạy rất nhiệt tình. Con đã bơi được 25 mét và ngày xưa thì con sợ nước nhưng bây giờ biết bơi con không sợ nước nữa. Qua cái lớp học bơi miễn phí của chương trình đoàn thanh niên này thì tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Thì trong cái kỳ nghỉ hè này thì các cháu có một nơi vui chơi, hay là các cháu có những cái kiến thức cơ bản về kỹ năng bơi lội cũng như là sơ cấp cứu. Đến nay, hai xã Nhật Quang, Tống Phan đã tổ chức dạy bơi cho khoảng 100 em từ 7 đến 14 tuổi. Để có được ao bơi sạch sẽ, chính quyền hai xã đã cải tạo lại ao bơi tập trung với diện tích 2.000 m², tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng một ao bơi từ nguồn ngân sách của địa phương. Tôi đưa cháu hôm nay buổi thứ ba có thầy giáo dạy bơi mà tập phòng chống đuối nước cho các cháu rất có ý nghĩa. Sau gặp đuối nước các thứ là các cháu còn có thể kháng cự được. Ngoài ra, một số nơi trong tỉnh Hưng Yên đã hưởng ứng phong trào dạy bơi miễn phí cho trẻ em như xã Bãi Sậy, Tân Phúc, Phù Ổng, huyện Ân Thi, phường Dị Sử, Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Để có được phong trào trên, các cán bộ đoàn cơ sở đã tâm huyết đi đầu để tạo một sân chơi bổ ích cho trẻ em. Với mục đích tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em thanh thiếu nhi về các cái kỹ năng cũng như xử lý các cái tình huống khi mà bị đuối nước, đặc biệt là hướng dẫn các em về các cái kỹ năng bơi nội như bơi ếch, bơi tự do, bơi ngửa, bơi sải, tránh các cái tai nạn thương tâm trong mùa hè. Bên cạnh các lớp dạy bơi miễn phí là các lớp dạy bơi của các đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức, qua đó đã trang bị những kỹ năng cơ bản giúp trẻ em học bơi để hạn chế các tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm vừa tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5, đường huyện 11B và đường huyện 12B theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Qua kiểm tra, có 42 trường hợp vi phạm, trong đó khu vực quốc lộ 5 đoạn qua chợ Đường Cái có 32 trường hợp, thôn Ngải Dương có 10 trường hợp. Các hộ đã tự ý lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để dựng biển quảng cáo buôn bán, máy vẩy lán, bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tháo dỡ phần lán máy vẩy biển quảng cáo, di chuyển vật liệu xây dựng của toàn bộ các trường hợp vi phạm trên, gây bất an toàn và che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Hoạt động này nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu vừa tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai hộ dân tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu do chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Cụ thể, hộ ông Bùi Huy Khi xây dựng khu nhà ở và công trình phụ với diện tích hơn 305 m². Ông Đỗ Xuân Chính xây dựng nhà tạm khu vực chăn nuôi trên diện tích 240 m². Lực lượng chức năng phá dỡ toàn bộ công trình, đồng thời di chuyển tài sản ra khỏi vị trí và khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm. Việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
đối với các hộ dân vi phạm luật đất đai nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.